Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái món bánh khoi và tôm chiên. Mình sẽ chiên với lại cái nồi Instant Pot. Các bạn có thể xài cái nồi thường chiên cũng được, cái chảo hay là bất cứ cái gì. Thì mình xài Instant Pot là vì nó sâu, nó đỡ văng dầu ra, với lại để mình quay video. Rồi sau đó các bạn nếu ăn liền cũng được, mà để lâu á nguội đi á, thì mình có thể mình bỏ vô air fry cỡ 400 độ, rồi cỡ 4 đến 5 phút á, là nó dòng rụm trở lại. Bây giờ thì mình bắt đầu mình ăn thử trước khi mình vô. Cách làm bạn thấy đó, đây là cái bột nổi, không phải bột chiên giòn á, tự mình pha chế rất là đơn giản, mình khỏi cần mua. Mình chỉ lấy cái bột mì, bột tinh, bột bắp, rồi với lại tí xíu baking powder là bột nổi á, cái loại double acting á. Đó là mình nói sơ qua với cái bịch rồi, mình nói sơ qua rồi mình sẽ đi vô công thức sau. Bây giờ mình sẽ lấy hai củ khoi, có hai củ khoi bạn thấy nhỏ nhỏ với cho lợi hại lắm, mình sẽ làm ra ba người ăn mà dư luôn. Dư không phải vì dở mà nó nhiều quá. Mình gọt vỏ nó. Khoi này mình mua cũng 2 tuần rồi, hồi trước khi mà Michigan bị đóng. Mình gọt thử cái củ khoai này. Khoai này thì màu trắng, mình không có xài, mình ưng xài cái khoai cái ruột đỏ. 550 là khi chưa gọt vỏ, quên, 550 là khi chưa gọt vỏ, gọt xong á, thì mình đông, mình cân á, cỡ 500 là cỡ nửa ký á. Bây giờ thì mình xắt nhỏ ra. Cái bàn bào này nó có cái, một cái là mà sợi nhỏ quá, hai là sợi bự, thành ra mình chỉ cắt mỏng rồi mình bào lại lần nữa, mỏng cỡ chừng 3 mm á, tức là bằng 0,3 cm á. Cái sợi nó là mỗi chiều nó 3 cm, 0,3 cm, với lại khoảng chừng dài cỡ là 6 cm thôi nha. Nó dài quá thì khi mình chiên nó vướng cái này qua vướng cái kia, nó cỡ bằng cái ngón tay của mình, ngón tay lùn lùn của mình á. Cái này là mình chưa bẻ ra đó, mình để miếng dài đó thôi. Lát mình khi mà mình hòa bột vô là mình bẻ đôi nó ra, cái nào dài thì mình bẻ đôi ra, không nhất thiết là phải chính xác cái mình đề 6 cm, nhưng mà các bạn muốn làm gì, ví dụ các bạn chảo bự thì mình làm bự thôi, dài thôi. Mình chỉ là cắt biểu diễn sơ sơ cho các bạn thấy đó. Trong cái nước đó thì mình đổ nửa muỗng muối, rồi mình pha với nước lạnh, mình để cho nó cái mũ nó khỏi làm cái này dễ đứt tay lắm nha. Này mình làm mình quay đó, mình chỉ để chồng chồng lại mình cắt, còn không thôi bạn bỏ lên cái thớt bầm bầm lẹ cho nó ra cũng được. Mình ưng đẹp thì cho nó cái nào bằng cái nấy, thì mình phải sắc vậy thôi, chứ có không thôi bầm cũng được. Tôm thì mình làm cỡ 20 cái thì 20 con tôm cỡ là được mà 400 gram á. Tôm này size 21 25. Bột thì mình xài cái bột gọi là bột mì ngang á, on với bột flour. Các bạn mình sẽ xài là 1 cup nha. Bây giờ mình đổ vô đó, tại vì cái công thức này á là công thức tự chế của mình pha từ từ, mình chưa tính được á. Rồi cuối cùng á, mình phải đưa công thức của bạn là mình sẽ xài tổng cộng, có số bột mình xài là 140 gram bột mì và 40 gram bột tinh bột bắp á. Cái muỗng là 40 gram tinh bột bắp là tương đương với là 1/4 cup á. Còn cái bột mì á, là 1 cup. Mình ghét xài cup rồi lắm, bởi vì cái này không cần chính xác lắm, mình mới xài chứ chứ còn còn cái gì mà tính gram đồ ra là chả chắc chắc nổi nhất. Bây giờ thì mình bỏ vô nửa cái muỗng, đó là nửa teaspoon, thì cân nó khoảng là 2 gram, nhưng mà nửa teaspoon muối á, thì cân khoảng là 4 gram, tại vì cái này mình làm hoài mình đó. Muối thì muối biển nó lạt hơn. Rồi mình cho vô
từ 1 phần 3 tới 1 phần 4, ít ít cho nó có màu vàng thôi, dồn cho nó duyên dáng chút. Tại nó có bột nổi thì mình chiên nó cũng dễ vàng. Rồi bây giờ mình bỏ trứng vô cho nó xốp á. Một cái trứng, bột nghệ, rồi cũng bỏ bột nghệ vô. Rồi cái mình bỏ trứng là hai cái cũng có màu vàng cho mình. Trứng mình đánh cho nó mịn ra, rồi mình bỏ vô để mình khuấy bột cho nó dễ hơn thôi, chứ còn bỏ đại vô rồi mình khuấy bột nó cũng được. Rồi thì mình sẽ xài 1/2 cái seasoned salt này, 1/2 muỗng nhấm nhấm thôi, 1/2 muỗng cà phê, tại vì nó cũng mặn lắm nha, mình bỏ coi chừng quá tay. Còn tiêu á, đáng lẽ làm tiêu trắng cho nó khỏi nổi màu đen đen giống như bị chiên cháy, nhưng mà mình lười biếng xay tiêu trắng quá, mình lấy đại cái tiêu đen đi bỏ vô. Bạn nào có tiêu trắng thì xài, còn không có xài tiêu đen như mình cũng được. Rồi đổ nước, đổ vô từ từ, tổng cộng cái nước mình đổ vô là cũng gần bằng với cái bột mì, tức là từ 300 gram, no, 130 gram tới 140 gram nước á. Mình cứ đổ từ từ, bạn đừng có đổ nhiều quá nó loãng ra là mất công lắm. Mình cứ để đặc đặc đó, rồi khi mình bỏ cái trong cái khoai của mình á, lúc nãy mình sợ nó đen cái mủ rồi đó, mình có bỏ muối thì cái khoai nó cũng sẽ chảy nước ra chút chút, là mình bỏ cái khoai nó vô là nó quyện là vừa. Cái công thức này là mình làm chính xác ra giòn tan giòn rụm, cho nên mình ghi ra, mình sẽ ghi nốt từng cái á. Lúc đầu á thì mình bỏ khoai vô nó sẽ không có đủ bột để cho mình xài đâu, nhưng mà cái từ từ á là mình cứ trộn, sau khi cái mình vớt mình chiên rồi cái bột nó còn còn lại thì nó cũng đủ cho mình nè. À, có thể là bạn chưa bỏ hết vô một lần được, bằng cái tô mình cũng nhỏ nữa, mình cứ bỏ từ từ, mình trộn cái là nó mềm cái mình bỏ tiếp vô. Còn mình, nếu các bạn biết chính, bây giờ là các bạn biết chính xác cái công thức rồi thì các bạn làm từ đầu cũng được, còn mình phải bỏ từ từ để mình tính á. Mình không muốn chiên nhiều bột quá, nhiều bột quá là ăn rất là ớn. Cái này nó ngon là cái khoai thôi, với lại nó bám vừa đủ để mà cho nó giòn. Thực ra bây giờ vẫn còn những còn khoảng 2 cấp khoai, 1 cấp 2 cấp là chưa chưa trộn vô đó, mình chiên sau vẫn còn dư mình phải trộn cái khoai vô tiếp. Cho nên cái công thức thì mình được cái số lượng chính xác như vậy đó, rồi các bạn tự làm. Bây giờ thì mình xài Instant Pot, mình sẽ bỏ nó là sauté more để mình lấy nhiệt độ nóng. Rồi mình bỏ nó vô. Mình chiên rồi mình lấy cái con tôm đó, mình nhúng cái bột á. Nếu mình không nhúng bột mình để lên nó là nó không có cái gì nó dính được, nó dễ bị rớt ra. Mà cho dù nó rớt ra cũng không sao, miễn sao mỗi cục nó có là con tôm được rồi. Mình gấp từng cái như vậy, chứ mình múc vô lần cũng được, mình gấp từng cái là mình muốn cái nằm ngang cái nằm dọc để cho cái bánh mình nhìn nó hay hay hơn á. Khi mình chiên á, mình bỏ vô, bạn để ý nha, mình bỏ vô, mình đổ cũng không có nhiều dầu lắm. Bạn tầm muốn đổ dầu tùy theo cái chảo rộng thì mình đổ nhiều dầu cho cái nồi này á. Mình xài cái nồi 6 quạt, là cái tiết diện của nó cũng là nhỏ á, để cho cái dầu nó sâu sâu, với lại mình chiên từ từ mình cũng đâu cần làm nhiều đâu. Thì mình bỏ vô mình chiên nó gần vàng rồi á thì mình mới lật cái bề con tôm nó ra ra. Cái bề tôm á thì các bạn chỉ mình đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mình đếm tới cỡ 20 là mình lật trở lại, mình đếm cho thiệt nhanh. Là cỡ 20 mình lật lại, bởi vì mình không muốn cái con tôm nó chín quá. Nó chín quá thì con tôm nó teo riết lại mà phần nó khô đi và nó đen nó xấu nữa. Thành ra cái đó là cái cách của mình làm thôi, còn các bạn nào muốn làm kiểu như nào thì cũng tùy. Mình để mình bóc cái sợi ngang cái sợi dọc mình để cho nó
Với lại mình xài cái vá mà có lỗ lỗ này á, lỡ bột mặn lỏng nó chảy bớt xuống chứ nhiều bột quá nó cũng. Nếu mà các bạn nào thích bột có thì nhiều thì tùy, còn mình đó thì mình ăn cái này nó vừa giòn vừa rồi không có ớn, chứ còn bỏ bột vô nhiều quá nó ớn. Còn ai muốn bỏ thêm đường, đối với mình thì nó đã ngọt rồi, thành ra lát á, mình phải ăn kèm với cái món gì chua á, mình làm thêm dưa chua, cái chua nhiều hơn cái ngọt để mình ăn cái này cho nó đỡ ngán á. Mình chiên cái này á 12 20 cái bánh ha, là khoảng là từ đầu đến đuôi, tại vì mình bật sauté nên nó automatically nó set là 30 phút á, thì mình thấy xong 30 phút mình làm thêm cỡ 5 phút nữa đó, tức là mình chiên 20 cái cỡ 35 phút tổng cộng á. Cái nồi nhỏ thôi, mình không có lấy nồi, mình cũng có cái nồi 8 khuận mà mình chiên cái nồi nhỏ này cho dễ, mình làm từ từ. Làm cái nồi này nó đỡ văng ha, không có văng, bạn thấy nếu nó văng là cái viền cái nồi lẫn cũng bóng bóng mà lẫn bị chói sáng đấy. Rồi chị này bị rớt ra tại vì ít quá, ít bột quá. Lúc này thì bột nó cũng còn chưa chảy ra nước nhiều á, lát ra nó chảy ra mình nhúng dễ hơn. Nó dư dư bột lát đó là mình bỏ thêm khoai vô nữa, tất cả tổng cộng là 500 g khoai, cái số khoai này mà cỡ khoảng 300 mà còn mình xài tổng cộng vậy. Mình nói nhiều là để các bạn thấy có nhiều khi ủa sao mình nói một đường mà dòm trên cái màn hình nó khác, là mình giải thích cho các bạn rõ vậy đó. Có nếu mà các bạn không muốn tự chế ra cái bột chiên giòn này thì mình mua cái bịch bột về họ làm sẵn, nhưng mà các bạn mua bịch bột làm sẵn thì mình không biết cái bột họ, tại vì cái bột nở nó có thời gian sống nhất định của nó quá hạn thì mình chiên nó không nở. Còn cái này mình mua bột nở mình bỏ tủ lạnh riêng á, mình giờ mình biết nó quá hạn hay không, hay là mình thử nó được được với mình pha chế mình làm được cái bột tươi rói luôn, thành ra bánh nó sẽ giòn. Bằng cái này thì mình tại mình có khoai mình cũng không biết làm cái gì, mình chế ra cái món, không phải là chế mà mình cũng có người yêu cầu mình làm sẵn. Cái mùa dịch này ở nhà cũng hơn 10 ngày rồi chưa đi chợ, mà có gì thì đem ra làm. Chiên cái này là nó dòm thì nó cũng có vẻ nó chậm chậm chậm, chứ còn thực ra cũng không có phải mất thời giờ lắm. Nhưng mà dù mình kỹ may kỹ chứ cái nước dầu nó cũng ra đen đen á, vàng vàng cái màu đậm á. Chiên xong mình không có xài nữa thôi. Ví dụ bằng xài xài dầu thường á, dầu ăn thường, dầu xài cái dầu mà dầu bơ á, thì cái nhiệt độ nó cao hơn, nó an toàn cho sức khỏe. Cái này mình chiên cũng không phải là cao lắm, cái nồi Instant Pot này cũng đâu có thể nào cao quá được. Dư con tôm, dư con tôm vậy chắc là mình tính ra mình đếm lộn tôm hay là có 19 cái bánh à. Có mấy cái đầu mình chưa canh được á, mình bỏ nhiều cái khoi vô quá, mấy cái sau này á, thì bột nó còn lại đó, mình thấy nó cái nhiều bột. Bây giờ mình chiên một số mình ăn liền á, thì mình chiên nó màu đậm hơn, còn cái số mà mình nghĩ mình để chắc tối mai mình phải ăn, tại vì bây giờ buổi tối rồi, tối mai mới ăn á, thì mình sẽ bỏ microwave, bỏ air fry sau. Bây giờ mình ăn thử cái chiên rồi vừa chiên xong á, cái chiên ăn liền á, chưa bỏ microwave. Trời ơi sao nó lộn hoài, bỏ mà air fry. Rồi xong đó, bây giờ mình làm cấp tốc thôi, không phải cái dưa này, giờ ăn cái này mình mới làm,
mà không có cái gì rau củ hết, rau quả rau hết, ra mình chế ra làm dưa. Chứ mình không biết cái món này có ăn dưa, mà mình thấy ăn dưa là cũng đúng, là bởi vì cái khoai nó ngọt ngọt ăn dễ ớn lắm. Thì mình sẽ làm cái món này chua chua, nhưng mà mình sẽ bỏ đường vô, nếu các bạn nào thích thì bỏ đường, chứ mình không có bỏ đường. Mình bỏ chút xíu muối, với lại muối là mình bỏ vô nãy là nửa teaspoon, là để cho nó mềm ra đó, tại vì mình làm cấp tốc. Phần nữa là mình cũng muối nó cũng sát trùng. Rồi bây giờ thì mình pha nước mắm, chanh thì mình cũng vắt ra sẵn rồi. Bây giờ mình pha cái cách của mình pha là một tỷ lệ nha, mình nói tỷ lệ, một đường thì một chanh. Bốn nước lạnh, ba nước mắm, lát mình bỏ thêm nước lạnh đi nữa, từ 6 tới 8 nước lạnh, mình lặt lạt thôi tùy. Bây giờ mình bỏ ba ba lát bỏ thêm vô cho màu lợi quá, mình nếm thử rồi mình bỏ vô, tức là ba cái muỗng nước mắm. Nước lạnh mình cũng bỏ thêm vô nữa đó, cái đó là mình pha, mình thấy mình ăn vừa với cái miệng mình. Mà còn các bạn nào thì thích ăn ngọt hơn thì thêm đường, thích ăn chua hơn thì thêm ấy. Còn chanh ớt á, thì tỏi ớt thì mình bỏ vô, mình thích thì mình ăn mình bỏ vô, còn nít ăn không được thì mình không có bỏ ớt, nhưng mà tỏi thì ăn cũng tốt. Rồi vậy như là mình làm xong đó, mình bỏ thêm đậu phụng cho vui thôi, chứ chẳng biết ăn cái gì. Còn dư thì mình bỏ vô, thấy không, nhìn đó nó vậy. Cái này là chưa bỏ air fry, mình đổ dĩa rau vô chén nước mắm á, bưng 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 rất cái bịch vô, hốc ra còn mấy cọng giá. Bạn thấy rau tội nghiệp chưa, không có gì hết trơn, tại vì rau này là mình mua mười mấy ngày trước á, chứ còn bây giờ mình không dám ăn rau sống, chỉ có làm giá ăn thôi. Bởi vì rau á mà lỡ nó dính virus rồi á, mình rửa cách gì, làm sao mình rửa được, không lãi lụt nó. Rau sống mà, thành ra mình sau cái này mình đi chợ được, mình ghi hết cái danh sách mình muốn mua, mình ghi cỡ trên 20 món mình cần mua, mới sai người mạnh nhất ở trong nhà đi ra mua. Chứ mình ở thì mình tu 10 ngày mình ở trong nhà không mà. Đây là mình chiên lại để ngày mai mình chiên á. Khi mình chiên á, mình lật cái mặt con tôm nằm ở phía dưới, tại vì mình hơi nóng của cái air fry, cái này Voltex này nó từ trên xuống dưới, mình không muốn cháy con tôm của mình, thành ra mình lật cái ra để mình chiên ở trên thôi. Chiên cỡ lại cỡ từ 4 tới 5 phút, 400 độ C, 400 độ F là nó dùng rụm luôn. Rồi coi như là cái video mình làm tới đây thì xong, đâu có gì để nói nữa đâu. Thôi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Và nếu các bạn làm, mình chúc cho các bạn thành công và có một món ăn như ý. Xin các bạn giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.